Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vừa bài tập toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 39 so sánh số lớn gấp mấy lần số bé tiết số 2 trang số 99. Số lớn là cái hàng ở trên, số bé là cái hàng ở dưới. Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị? Số lớn về cái này thì chúng ta sẽ lấy 10 ta trừ cho 2. Được, 10 ta trừ cho 2. Số lớn gấp mấy lần số bé là cái này chúng ta sẽ trừ này, còn cái này chúng ta sẽ chia này. Ta lấy số lớn ta trừ số bé thì ra cái này hơn bao nhiêu đơn vị. Rồi còn cái này là chúng ta sẽ chia. Ta lấy 10 này ta trừ 2 là bằng 8, còn cái số này thì chúng ta sẽ lấy 10 ta chia cho 2 là bằng 5. Rồi, như vậy thì tương tự chúng ta sẽ lấy là 18 ta trừ cho 6 là bằng là 12. Còn này chúng ta sẽ chia, chia ta lấy 18 này, ta chia cho 6 này, bằng là 3. Cái này chúng ta sẽ lấy là 30, 15, ta trừ cho 7, 20, 28. Ở này là chia, 35 ta chia cho 7 là bằng là 5. Tương tự cái này chúng ta sẽ trừ, 48 ta trừ cho 8 là bằng là 40. Còn số này là chia, 48 ta chia 8 là bằng là 6. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. 21 ta chia 3 là bằng là 7. 7 nhân 7 là bằng là 40, 19. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Con chó cân nặng 18 kg, con gà cân nặng là 2 kg, con ngỗng cân nặng là 6 kg. Hỏi con chó nặng gấp mấy lần con ngỗng? Rồi, chó là 18, ngỗng là 6, ta lấy 18 ta chia 6. Số lần con chó gấp con ngỗng là, ta lấy 18 ta chia cho 6 là bằng là 3 lần. Đó là câu A. Câu B, con ngỗng nặng gấp mấy lần con gà? Lấy 6 ta chia cho 2. Số lần con ngỗng nặng số lần con ngỗng nặng hơn con gà là, ta lấy con ngỗng là 6, ta chia cho con gà là 2, vậy là bằng là 3 lần. Con chó nặng gấp mấy lần con gà? Chó đây, gà đây, ta lấy 18 ta chia cho 2. Câu C, số lần con chó gấp con gà là, số lần con chó gấp con gà là, ta lấy 18 ta chia cho 2 là bằng là 9 lần. Đáp số A là 3 lần. B là cũng 3 lần. C 9 lần. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Số 24 gấp chấm chấm lần số 6. Số 24 này gấp là mấy lần số 6? Nhà ta lấy 24 là chia cho 6 là bằng là 4. 4 x 6 là 24, như chỗ này là 4 lần. Số 24 gấp 4 lần là số 6. Rồi, 24 gấp mấy lần số 2? Ta lấy 24 ta chia cho 2 là bằng là 10, 12.
24 gấp mấy lần số 8, ta lấy 24 ta chia cho 8 là bằng là 3. Này là 3. Số 24 gấp lần mấy lần là số 4. Này là lấy 24 ta chia cho 4 là bằng là 6. Là 6 lần. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.